Đấy chưa? Cắm kia, cắm kia. Cái gì đây? Dậy tiếp ấy. Thắng nhiều quá. Nhìn lịch sử xanh này. Tiếp vài nữa mày. Được em. 100 giây bá chủ các vai trò. Lần trước thì mình đã tìm hiểu về Duelist với cả Initiator rồi đúng không? Đấy là hai cái vai trò rất là mạnh khi mà team muốn tấn công. Còn nếu như mà team muốn phòng thủ ấy thì chúng ta phải nhắc đến Sentinel với cả Controller. Mấy cái ông màu đỏ đỏ hay chuyên hàng là Sentinel đúng không? Biết ngố. Sentinel ấy là vai trò hộ vệ. Và các kỹ năng của hộ vệ được tạo ra để biến vai trò này thành một siêu sao bên phía phòng thủ. Siêu sao? Đúng. Ở bên thủ ấy thì em có khả năng chặn rớt cực kỳ tốt với những setup gây sát thương này, lấy thông tin cũng như là gây khó dễ cho địch mà muốn chiếm vị trí của em. Ngược lại với các Duelist là phải chơi một cách bùng nổ, chủ động đúng không? Thì đa phần lối chơi của Sentinel sẽ hướng về phần bị động nhiều hơn, phù hợp cho các bạn sống nội tâm, lâu kỳ và chill với dòng đời. Vai trò cuối của game là controller, kiểm soát. Đây là một vai trò không thể thiếu. Controller được, đơn giản, tránh hát. Nào, anh đấm bây giờ. Controller ấy là một người chơi kiểm soát bản đồ, che chắn tầm nhìn của địch, cũng như là tạo vị trí cho đồng đội bằng cách lùa địch đi. Đây là vai trò khá là khó để chơi hiệu quả, bởi vì controller ấy thì em bắt buộc phải hiểu về map mình đang chơi, vị trí smoke, thời gian sử dụng kỹ năng và sử dụng một cách hiệu quả. Không dễ để học đâu, đòi hỏi là em phải thực chiến nhiều vì em còn cầm nhịp của cả trận đấu nữa. Đây chắc là vai trò khó nhất rồi, 5/5. Đấy là tất cả những gì em cần biết về vai trò trong Valorant. Ok được rồi, không install Log Z đúng không? Ừ, là game thì anh em học để biết thế thôi.